Tiếp một con Đông Đức. Con này cái model của nó là BSR nha. Bơ 161. Sorry là chạy bằng dây beo Jaguar anh em. Driver dẫn động bằng dây beo. Như vậy con này chạy bằng Jaguar. Đó, chạy đi đâu đúng chưa? Biết chút chút cho đây này Jaguar này thấy không? Này nó bị dính vô đó luôn á. Nhông của nó này. Ủa, con này mình mới thử rồi nó nhảy lắm nha nè này. Bật qua phono này. Này bỏ tí bỏ kim vào là dứt ở nhà nè nè. Cơ cho. Nó bị da beo thôi chứ nó sao nó quay được đâu. Còn motor của nó chỗ nó này đây. Nhảy kinh luôn nè, mình đụng vào đây là nó ù luôn nè. Này motor nó quay nè, thả quay nè, quay nè. Tôi cũng quay nha. Bây giờ cô ro cho là quay á, mấy thằng Đông Đức này đồ nó cũng ngon lắm nha nè. Rồi. Rồi cái vó cũng ù luôn nha. Còn nhận cái thang của nó nhảy quá. Qua nhạc này. Mono stereo. Rồi vậy thôi anh em ơi. Hôm nay còn nắp nguyên si nha, nguyên si này. Rồi, 1.750.000 nha anh em, vừa nghiên cứu nha. Đó. Xuống nha anh em ơi, riêng con này xuống nha.